Hoa sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị nha. Hôm nay con có tiếp tục giới thiệu cho cô chú cùng các anh chị cặp sứ thái ghép giống cẩm thạch ngọc ngân thân vàng nha. Lá cẩm thạch ngọc ngân thân vàng rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị. Lá rất là đẹp luôn. Cái này là giống mới nha cô chú cùng các anh chị, giống mới hàng rất là đẹp luôn ha. Đây bộ tán của cây đây. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này con bị gớt một bo nhưng mà con đã dặm lại rồi nghe cô chú. Gớt một bo nhưng mà hàng con đã dặm lại rất là là nó ăn rồi nha, nó ăn bo rồi. Nó đang ăn bo rồi nha. Lá rất là dày cứng nha cô chú cùng các anh chị. Lá dày cứng và khỏe luôn nha. Đây bộ củ em nó đây. Củ rất là to nha, nằm trong chậu C9 lớn nha cô chú cùng các anh chị. Củ to đẹp nha. Củ to cực kỳ luôn. Đây bộ lá cẩm thạch ngọc ngân thân vàng giống mới nha cô chú cùng các anh chị. Lên vàng rất là đẹp luôn ha. Đây lên vàng đây. Mỗi cây đều bị gớt một bo hết nha cô chú cùng các anh chị. Con đã dặm lại rồi. Cái này về mình để gì chơi là nó ra lá lại bình thường nha cô chú, đừng lo nha. Đây là củ của hai em đó nha. Đồ củ củ khá là đẹp ha. Đây bộ tán của hai cây đây. Một ngân thân vàng, lá cẩm thạch. Cẩm thạch rất là đẹp luôn. Cẩm thạch lên rất là đẹp. Đó. Này giống mới nha cô chú cùng các anh chị. Con xin giao lưu với cô chú với anh chị cặp này với giá là 500k nha. Rồi cô chú anh chị nào thích cặp này xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Con xin chào cô chú cùng các anh chị.